Đà Nẵng đang bước vào cao điểm của mùa nắng nóng, kèm theo đó là những nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn tại các khu vực dân cư và vùng đồi núi. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đã phối hợp với Công an xã, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ của Công an huyện để mở các lớp tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho bà con đồng bào cơ tu ở hai thôn Tà Lan và Giàng Bí, nhằm trang bị kiến thức và thao tác xử lý khi có đám cháy xảy ra ở địa phương. Trong cái nắng oi ả của mùa hè, mặc cho công việc nương rẫy có phần bận rộn, nhưng bà con đồng bào cơ tu của hai thôn Tà Lan và Giàng Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang vẫn tranh thủ thời gian đến nhà cười để được nghe tuyên truyền những kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mọi thao tác cơ bản để xử lý một đám cháy được cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện hướng dẫn tỉ mỉ để bà con có thể nắm và thực hành thành thạo. Trước đây là chỉ là dùng là nước đi tạt thôi chứ đâu có biết sử dụng bình chữa cháy, và là không có là cái đồ là sử dụng để mà chữa cháy mà có hơi cỏ. Đây là thật là cái chống đỡ thôi, nhưng là cuối cùng là không có hơi cỏ như hiện nay. Trong là buổi tập huấn này là thấy là rất bổ ích. Hòa Bắc là địa phương có diện tích đồi núi khá rộng lớn với hàng chục ngàn hecta. Việc trang bị những kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy nổ cho bà con thường xuyên làm việc trên khu vực nương rẫy cũng như tại hộ gia đình được Công an huyện Hòa Vang đặc biệt quan tâm. Nhận thấy đời sống của bà con đồng bào cư trú ở đây còn nhiều khó khăn, Công an huyện đã hỗ trợ và trao tặng 80 bình chữa cháy tại chỗ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xử lý kịp thời, nhanh gọn đám cháy, chống cháy lan ở những địa điểm, khu vực mà lực lượng chữa cháy khó tiếp cận. Mặt trận và công an xã làm được cái việc này thì sẽ trang bị cho bà con những kiến thức cơ bản thiết thực nhất để bà con biết xử lý lửa, dập lửa, tránh cái tình trạng lây lan lửa trên diện rộng để góp phần bảo vệ được tính mạng của chính bản thân mình, gia đình mình, cộng đồng mình, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi cái công tác phòng cháy chữa cháy. Điều thành công của các buổi tuyên truyền là bà con cư trú ở đây ai cũng muốn được một lần cầm bình chữa cháy tại chỗ, tự mình dập tắt một đám cháy giả định. Và quan trọng hơn cả là khắc phục tâm lý hết sợ ngọn lửa của bà con và hướng dẫn bà con bình tĩnh xử lý mọi tình huống cháy nổ trong thực tế ở địa bàn vùng núi xa xôi.